Mới đây, một doanh nghiệp chuyên kinh doanh xe nhập đã đăng tải hình ảnh khui công mẫu SUV hiệu suất cao BMW X6M đời mới nhất. Xe được đưa về từ Mỹ. Mẫu xe X6M mới được đưa về Việt Nam sở hữu lớp sơn màu đen bóng Black Sapphire, kết hợp với bộ mâm hợp kim 5 chấu kép thiết kế hình ngôi sao kích thước 21 inch. Giống thế hệ trước, X6M mới sở hữu ngoại thất được nâng cấp đáng kể so với bản thông thường. Có thể nhận thấy hốc hút gió lớn hơn ở cản trước, lưới tản nhiệt hình quả thận đặc trưng dòng M với nan kép sơn đen, gương chiếu hậu khác biệt và được thiết kế khí động học, khuếch tán sau với hệ thống hai ống xả kép hay cánh gió nhỏ được đặt phía sau. Bước vào phía trong, BMW X6M 2021 đầu tiên về Việt Nam, sở hữu nội thất bọc da màu đen kết hợp với các chi tiết được ốp carbon. Nội thất bản M không có quá nhiều khác biệt so với bản thường. Sự thay đổi lớn nhất trên bản này là ghế loại thể thao ôm người hơn, cần số M. Khoang lái Live Cockpit Professional của X6M 2020 được tích hợp hệ điều hành tiêu chuẩn eDrive 7 mới nhất và nhiều công nghệ dành riêng cho dòng M. Ngoài màn hình trung tâm và cụm động hồ kích thước 12,3 inch, khoang lái còn có thêm màn hình head-up hiển thị trạng thái xăng số và thông số của cảm biến trọng tâm, áp suất lốp, nhiệt độ, áp suất tăng cường, nhiệt độ làm mát động cơ. Ở chế độ track dành cho đường đua kín, màn hình chỉ hiển thị thông tin mà tài xế cần, giảm hoặc ngắt hoàn toàn các hệ thống trợ lái như phanh chủ động hoặc đánh lái chủ động. BMW X6M 2021 dùng động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4,4 lít cho công suất tới 600 mã lực và mô men xoắn 723 Nm. Sức mạnh được truyền tới 4 bánh qua hộp số tự động 8 cấp M-Steptronic kết nối với hệ dẫn động AVKD. Người lái có thể chọn các chế độ AVKD khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện đường xá hoặc thời tiết, chẳng hạn đi đường mòn, trên tuyết hoặc off-road. Theo công bố của nhà sản xuất, xe chỉ mất 3,8 giây để tăng tốc 100 km/h. Hệ thống treo thích ứng M với loại khí nén ở trục sau, trợ lực vô lăng M, hệ dẫn động 4 bánh X-Drive cũng được M tinh chỉnh. Phanh hiệu năng cao M6 Pistone phía trước và các chế độ lái mà chỉ bản M Performance mới có. Hiện vẫn chưa rõ giá của mẫu SUV hiệu suất cao này. Phiên bản X6 X-Drive 40i đang bán chính hãng tại Việt Nam có giá hơn 4,8 tỷ đồng.